giờ là 5 giờ sáng rồi nhá. Du lịch Vũng Tàu. Mời các bạn theo dõi. Đó, trưởng đoàn này, trưởng đoàn đang vuốt bắp kìa. Chào lên đi. Mới được có 300 bậc mà đã thấy ngồi thở rồi này. Rồi à. Đây, mới được có 400 bậc này. Mà cả nhà đang thì thở gấp. Mới được có 500 bậc này. Rồi, một thềm nữa là được rồi. Sắp tới rồi, sắp tới tượng Chúa Kitô vua rồi. Rồi, sắp tới rồi, cố lên, cố lên. Sắp tới rồi, cố lên. Sắp tới rồi, cố lên, cố lên. Hành trình được 700 bậc rồi. Đây. 700 bậc rồi nha. Tới đây 700 bậc. Rồi. 750 bậc rồi. Còn 50 bậc nữa thôi. Tượng Chúa Kitô vua. Đây là có biểu tượng chúc tụng Chúa Giêsu Kitô vua tình yêu. Chúng con đã tới. Đây. Chúng tôi đã hành trình được 811 bậc rồi. Đấy. Ai chụp hết trơn đây.
hơn cái nữa nha. Được. Ôm được cái nữa chứ. Rồi nhấp hai ba cái vậy. 2, 3. Rồi ăn tiền ở cái chỗ nắng bên đây nó có cớ cho mình nói mình mới đi chỗ nắng về ăn tiền chỗ đó ta. Kêu người ta đi sang bên này nè. Rồi đấy người ta đi lên. Bữa nay kêu cờ chụp hình, cờ như đang vậy nè. Đâu từ từ. Hà Nội ơi. Nâng bỏ khẩu trang ra tay. Rồi xong chưa? Xích ra cho tôi kiếm tiền coi. 2, 3.